Chào các bạn nha, bữa nay mình sẽ làm món cá ngừ kho thơm. Các bạn cùng làm với mình nha. Nguyên liệu gồm cá ngừ mình đã làm sạch sẽ và một trái thơm, một tô nước và 5 muỗng mắm, 5 muỗng đường và tiêu, tỏi với ớt. Bây giờ mình sẽ làm nha. Mình sẽ cắt thơm ra nha. Thơm mình cắt, mình lấy cái ruột ra, mình sẽ lấy xung quanh cái này thôi. Bây giờ mình sắc thơm xong rồi, bây giờ mình sẽ đi sơ làm chiên cá sơ qua nha. Bây giờ mình sẽ chiên cá sơ qua nha, mình sẽ bắt chảo lên, đợi chảo khô mình sẽ cho dầu vào. Bây giờ mình sẽ cho tỏi vào, ớt vào. Mình sẽ giã nhuyễn cái này ra nha. Mình sẽ cho đường vào luôn. Mình sẽ giã nhuyễn ra. Bây giờ mình đã giã rồi, mình sẽ cho nguyên liệu vô đây nha. Tỏi, ớt, đường mình đã giã nhuyễn. Giờ mình cho nước mắm vô. Và cho nước vô. Mình sẽ trộn đều lên. Giờ mình sẽ chở cá lại nha. Bây giờ mình đã chiên hai mặt vàng đều rồi, mình sẽ đổ cái nước mình đã giã ớt tỏi nước mắm nhuyễn là mình sẽ đổ vô nha. Mình sẽ cho thơm vào luôn.
cho cái thơm nó ngập ngập xíu nha, ngập cái nước mình nhắn nhắn cho nó ngập vô. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho nó thơm nó thấm gia vị nha các bạn. Mình kho như vậy á, xong cái mình coi thử, nếu như các bạn ăn mặn thì các bạn bỏ vô xíu mắm, các bạn ăn lạc thì bỏ vô xíu nước nha. Còn cái này mình thấy vừa ăn, mình đã công thức của mình đã vừa ăn rồi, bây giờ mình sẽ kho cho nó cạn nước lại cho nó thơm, cho nó thấm gia vị. Mình tắt bếp nha, bây giờ mình sẽ đợi thêm 10 phút nữa rồi mình tắt bếp nha các bạn. Bây giờ chín rồi mình sẽ cho vô miếng tiêu nha, mình sẽ tắt bếp nha. Bây giờ mình sẽ múc ra nha các bạn ơi. Bây giờ mình đã nấu xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ngon các bạn ơi, các bạn làm theo công thức này đơn giản vậy mà sẽ ăn ngon lắm các bạn. Các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh cho mình nha, cho mình một like nha các bạn. Hẹn mấy bạn trong video tiếp theo nha, chào tạm biệt mấy bạn.